các bác nhé, hôm nay xóm nó lươn nhưng em là lại làm cái món là thịt chuột các bác nhé, chuột đồng đây. Lấy mấy anh em trong ngõ mới đi đào về. Chuột tháng 10 ngon lắm các bác ạ. Nó chỉ nhỏ nhỏ một chút này thôi nhưng mà nó rất là ngon. Ở đây là tiết mục là thái hoa chuối, tí về nấu mi này cà chê hả? Hay thịt chuột? À nó mà cà chê tưởng lấy ôm thịt chuột. Thế thịt chuột đã làm gì? Chuột này nay nó quay một ôm ôm giường. Tháng 10 thôi. Cái gì? Làm cái bộ phận gì có cái đấy để cho khế chua mới ớt nhiều vào cho ngon nhé. Ớt nhà mình không thiếu. Bao la. Tầm bói thì sang nhà tam hái. Này thui cái nó đẹp ngay rồi chị. Bóng lư. Bốn. Đùi. Bọn nằm tư. To kia thì quay nữa. Đây các bác này, đây cái mấy con này nó to để chúng em nhé, bỏ khi em quay nhá. Đây các bác nhìn nó to thế này mà kì, như con mèo. To thế gì? Khói thì dơ xem nào. Con to xem nào. Ôi con này phải mấy lạng nhỉ. To nhỉ. Vàng thế. Mỗi người một việc, làm nhanh nhanh không tối nơi rồi. Ngon nhỉ, bây giờ ngoài thị trường nó bán là bao tiền một cân đi nhỉ? Thị trường bây giờ bán là 250. Ê. Đấy, còn có cả cái món cá chê. Cá chê ở đồng các bác ạ. Đấy, bắt được sông rồi đấy. Nấu chuối. Này mình nấu hoa chuối hay củ chuối? Này nấu với hoa chuối. À, ngon đấy. Nấu chua cay. Kìa, bỏ cái gió ra, bắt một cái gió ra. Tôi vào từ đó lát. Bếp gầy được rồi, ấy đấy. Bếp gầy được rồi, tao làm đi. Đi đi. Các bác anh em giờ đang tẩm ướp cái món là chuột quay nhá. Đây có giềng dã nhỏ thế này, vắt lên nước này, mới xá này. Rồi thì nhưng mà những cái gia vị gì nữa? Giềng xá ớt này. Ớt thì đây. Tương mẻ nó quay lên cho nó ngon như kiểu thịt chó thôi. Tương mẻ đã đi mua đâu? Vâng, các bác cùng vào bếp với chúng nhóm rau quế chúng em nhá. Chú cả quá rồi bố. Chú để nguyên cả quá, cả bó đấy. Các bác này, lại các bác phải nhìn lại, tôi là bên bác nhé. Đấy, ta rửa, đừng rửa. Không, không bớ, lên thì phải rửa cân. Đấy, rửa thấm hết cân. Các bác nhìn này. Đấy. To thế cơ mà. Đấy, con to này. Đấy, các bác nhìn có phải là chuột đây này, thỏ đây. Đấy, thỏ chuột. Cái này thay muối. Một bếp mới được
Không hết rồi, tao cất đi. Cất đi. Nấu cơm. Mì đâu? Đông rồi. Thì các bác ở đây là cái món om các bác nhá. Hôm nay chúng em bỏ om với lại chuối, riềng xá rồi thì lát mốc mật. Chuối xanh nhỉ. Chuối xanh riềng xá rồi thì tương bần mắm tôm. Ông ơi. Thôi thôi không chuẩn luôn. Rượu lão cũng được, không phải rượu xanh. Vàng rượu luôn các bác nhá. Còn chưa. Cái này luôn. Giảm luôn. Cái này luôn. Chuột này là nó chung nó chuột đồng chứ có phải là nó bệnh tật gì đâu. Ăn ngon đấy, có phải thịt gà nó gọi nó bằng cụ. Để đấy đặt này các bác ơi, em khoe các bác cái nồi om của em đây này. Đấy, riềng xá mắm tôm rồi thì tương bần. Đầy đủ. Rất là thơm. Bà cứ cho chú bằng ngón. Hết. Đâu? Mua đâu? Mua ở 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 đâu? Trứng lộn này ăn trăm quả này là cái chân nhập. Này xóm mình ăn chơi gọi là. Còn cái kia là xong chứ nó bỏ ra là om cái này còn. Lục to nổi to vào. Muối cần gì mà ngọt quá. Chua cay mà. Ê để mày về mày tắm đi. Cho tao nấu nồi chuối là nấu nồi tô ăn nồi tô hả? Hả? Để ớt thì các bác nhá, xài chắc phải chách luôn. Đây các bác nhìn thế này đã đủ rồi, độ ngon chưa? Vàng rượm luôn nhỉ, ngon thật đấy. Các bác như sửa ba mới tết đi đi. Cái lòi om nhá, om cho em rồi, chúng ta bên này đủ rồi này. Kẹn cho cả cây chua nữa các bác nhé. Ôi, ấy là nên tí thôi là sao nữa. Ai đi ăn sống. Hết chua, riêng thả. Tôi cái này bảo thí đỉnh đảo. Tí sóc rồi, nó nát. Chốc. Chốc nó tí nữa. Các bác ạ, rất là thơm nhá. Ướp rồi, trời ơi, riêng bé mắm tôm này. Đúng cái món chưa nào. Thơm lam lại chuối đây này. Đây là cái món nè. Thật đồng đây. Cái đoạn nhỏ nhỏ này cho em nhưng mà bỏ ôm. Rồi cái đoạn to cho em bỏ cho em quay. Chào 1k người đang xem nhé. Thì ăn đi Cường. Quay lên cái ấy. Đây các bác có thấy đấy đủ độ ngon chưa? Chuối rồi thì khế này, chuột này. Đấy, tắm tiết mục là hoa chuối nấu với cà chê. Đây là mượn thầu đầu bếp ở tận Italia về đi nhá. Mãi Italia đấy. Đấy tí trong tròn tí nước mới đổ cái cà chê này. Cà chê nó cho riềng chạy khắp thế mà chưa? Quá, nước đầy đủ rồi. Cho cả mắm tôm, mắm tích đầy đủ hết. Ngon. Riêng đợi quả thúy thì có phải có mắm tôm. Không mắm tôm là không ngon. Đấy, chụp quả trứng nộn nữa là ăn nhạt. Thế thôi, ngõ mình ăn đơn giản. Đơn giản đấy, nhìn qua cơ chê. Mất cà chê đấy các bác nha. Ướp mì chính, hạt lêm, mắm tôm, mì này à.
giềng chứ rồi. Đây nồi ôm này các bác nhá. Ui dồi ôi, thơm năm các bác ạ. Thơm tứng lên như này. Hả? Thơm quá lắm cơ. Đây là món chuột nhỏ nhỏ, bọn em ôm đi nhá. Thơm thật. Và các bác cùng các em chiêm ngưỡng cái món là thịt chuột nhá. Các bạn nhìn đây này. Như thịt thỏ luôn. Chưa đặc sản này. Thơm lắm các bác ạ. Đấy. Ngon như thịt thỏ. Như thịt thỏ. Tớ ăn còn ngon hơn thịt thỏ. Họ đấy, công nghiệp ăn làm sao mà ngon bằng cái này được. Thế hả? Ngon chưa? Quạt thế này. Cái này chốc rắc nó chanh. Quá cái quét á. Nhà mà vẫn sảnh hơi vài gì ấy. Được cũng không đâu đi mà. Thôi nhưng mà thân thì quá khá là. Đi ơi. Không phải biết. Chưa. Ông không ăn. Bác sĩ nó uống. Bác sĩ nó uống. Bác sĩ nè. Đấy. Tí cho tí lá chanh nữa các bác ạ. Tí lá chanh mới này. Xì vừng rắc vào nữa. Cái này phải chấm với tương. Trời ơi, còn không bê đít còn sách thế được rồi. Vã. Rồi đúng rồi. Nào cũng khó đúng không? Rồi bạn lắm. Vâng các bạn ơi, và bây giờ mời bà con và các bạn cùng ăn bữa cơm thân mật với anh em sống nó đưa cho em nhá. Hôm nay món chủ đạo là món chuột các bác nhá. Chuột om chuối này, giềng xá này, chuột quay này, trứng lo và món cá chê om với lại hoa chuối. Chuột nó hay kêu. Đi ở nhà không có nhạt, nhạt lắm. Nhà hồ nhạt lắm. Nhạt cái gì, đứa đứa từ sáng rồi. Thưởng thức cái món chuột chúng em nhá. Hôm nay là không ngon, không biết tiền. Ôi trời ơi, các bác ơi, bên ngoài nó giòn này, bên trong nó mềm, nó ngọt thiệt. Ngọt lắm. Đây, cái món cá chê này ngon, dạ uống hoa chuối hợp. Ai còn con. Mai ông cơ. Mũi này là mới dưa nặng vào mũi hết rồi. Chị trả em có em đang có được tốc vào đây. Tôi đi bẫy tôi để ý rồi, tôi đặt quả gừng với quả đấy nó mới có, còn quả thì không mà nó ở toàn ăn quả gừng thôi, cứ đồng quả gừng luôn. Quả gừng sao đấy, quả cái mùi quả gừng. Ngon mày làm ăn, con nít về bên cái quán đi ơi. Bán miếng thịt chuột ăn như miếng thịt chó. Nay chúng tôi là đi bắt được con thịt chuột. Mời cả mọi người nhé.
ăn quá ngon đấy. Chấm với kiểu là mắm gì nhỉ? Như súng Tây Bắc. Cái kèn Tây Bắc. Không, Sapa TV ấy. Của hãng Sapa TV ấy. Thấy được. Ngon đấy. Quên rồi. Ông uống rồi. Trứng rồi. Nhiều lắm đâu, quá trứng ơi. Trứng nhiều ăn nhiều lắm, ăn đi. Trứng ăn 300 nghìn một trứng bạn nhè. Trứng ngon thế, không ăn lên gì. Hôm nay cả đoàn anh em chúng tôi đi săn từ chiều đến giờ nay là săn được bữa chuột đồng này. Nào và anh em chúng tôi là về bắt đầu ăn giường xả chuối này. Đây giường rồi. Mấy thế này. Đây. Đây là thịt quay này, thịt chuột quay này. Đúng rồi. Đấy, đúng rồi. Rất là ngon nhá. Này. Phải ăn miếng khế với chuối xanh. Đây. Thế cứ xanh riêng này. Bà vì riêng này. Ăn cứ phải ăn cái loại này nó vào mới đâu. Khẩu vị của nó mới ngon. Nhưng mà nhớ đây, chuối xanh này nhớ. Đỡ có ăn không là gì hả? Thì có đấy, đúng đấy. Phải ăn với chuối xanh. Đấy, tôi ăn này. Ăn chuối xanh này. Chuối không? Đúng đúng á, phải đưa nhé. Thôi. Ăn đi cho ăn cái gì đó rồi. Thằng này tà lắm mày cơ. Thằng kia còn trắng nữa. Không có, nốt luôn nhé mày, nếp đó. Làm muốn trượt quay cho nó ngon. Bà quay phim cho cháu thì đang ngoan. Có ai bút đây? Chính. Vâng, và mâm cơm thân mật của anh em xóm đường chúng em hôm nay đã xong rồi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại bà con những clip lần sau. Xin chào. Đấy, đúng rồi, đúng rồi. Ba thằng thầy kia giúp ông một tí, ông cắp bát một tí đi. Mày thích gì nữa?